Xin chào tất cả các bạn, chúng ta các bạn đã đến với bài giới thiệu về range hay là phạm vi hay là vùng giá trị ở trong lập trình Kotlin. Trước khi chúng ta sẽ đi tìm hiểu về range là gì thì đây là một tập hợp các giá trị được xác định ở trong cái khoảng từ giá trị đầu cho tới giá trị cuối và cả hai đều nằm ở trong cái phạm vi được xác định thì range được tạo ra bằng ba cách là sử dụng hàm range2 hoặc là sử dụng toán tử hoặc hàm draw to và sử dụng toán tử hai chấm để có thể là thực hiện thao tác với range thì chúng ta có thể sử dụng in tức là kiểm tra một cái giá trị nào đó có nằm ở trong range hay không hoặc là not in tức là dấu chấm than và in ví dụ về tạo ra các cái range đầu tiên là sử dụng toán tử hai chấm và giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc của range và tạo ra cái dãy số hay là tập hợp các cái giá trị nằm trong cái khoảng là từ 1 cho tới 10. Tiếp theo là sẽ sử dụng phương thức range to để tạo ra các cái giá trị nằm trong cái khoảng là từ 1 cho tới 10. Và ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng hàm down to để cho phép là tạo giá trị nằm trong khoảng là từ 10 cho tới 1 và đây là giá trị giảm dần và sử dụng hàm range để là tạo ra range nằm trong cái khoảng là tăng dần. Ở trong phần demo sẽ demo cách tạo ra range. Trên chương trình IntelliJ và cách mở dự án Goblin Fundamental ở trong dự án sẽ kích vào lựa chọn New và lựa chọn Package đặt tên Package đó là Ranges nhấn Enter và kích phải lựa chọn New và lựa chọn copy Class file lúc này chúng ta có thể là đặt tên là range declaration và nhấn enter có man để tràn nhanh nội dung của hàm man và ở trong nội dung hàm man thì trước hết là có thể là khai báo range one và bằng để tạo ra một cái range nằm trong cái khoảng là từ 1 cho tới 10 và có thể hiển thị ra cái giá trị của range ở đây là range one và kích phải lựa chọn range lựa chọn run để thực hiện chương trình. Và cái kết quả lúc này sẽ hiển thị ra cái giá trị của range là từ 1 cho tới 10 và tiếp theo thì có thể là tạo ra range2 bằng và có thể là gọi thực hiện cái phương thức đó là này thì chúng ta có thể là range2 là nằm trong cái khoảng là từ 1 cho tới 20 và hiển thị ra giá trị của range 2. Kích vào rerun để thực hiện chương trình. Thì chúng ta thấy được là range 2 nằm trong cái khoảng là giá trị từ 1 cho tới 20. Ở trong trường hợp là muốn tạo ra các cái range là có cái giá trị là giảm dần thì có thể là tạo ra range 3 bằng và 10 Dow với giá trị đó là giá trị 0 và sau đó sẽ hiển thị ra cái nội dung của range tree kết vào rerun để thực hiện chương trình và cái kết quả mà chúng ta thấy đó là sẽ tạo ra cái range là từ giá trị khởi đầu đó là 10 và giảm xuống tới 0 và cứ các cái bước giảm đó là một đơn vị sau khi tạo ra các range thì chúng ta có thể là thực hiện là kiểm tra ví dụ ở đây thì có thể là xem xét đi kiểm tra đây là giá trị chín à giá trị 8 có nằm ở trong range one hay không và tiếp theo thì thực hiện kiểm tra tiếp là giá trị 19 có nằm trong range 2 hay không và kích vào rerun để thực hiện chương trình thì chúng ta sẽ thấy được là giá trị 8 vẫn nằm ở trong range và range 1 thì nằm trong cái khoảng đó là từ 1 cho tới 10 và 8 nằm trong cái khoảng này và tiếp tục là giá trị 19 cũng nằm trong cái khoảng đó là từ 1 cho tới 20 và cũng trả về giá trị đó là true tiếp theo thì chúng ta có thể làm tạo ra câu lệnh để kiểm tra giá trị của 99 có nằm trong range 2 hay không thì kích vào rerun để thực hiện chương trình và cái kết quả nhận được là trả về giá trị false vì giá trị 99 sẽ không nằm trong cái khoảng của range 2 đó là từ 1 cho tới 20 tiếp theo để có thể là kiểm tra một giá trị không nằm ở trong cái khoảng thì chúng ta có thể là sử dụng toán tử not in là biểu diễn bằng dấu chấm than và in và ở đây sẽ kiểm tra là 99 không nằm ở trong range tức là trong dãy range 2 và kích vào rerun để thực hiện chương trình và lúc này thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ trả về giá trị true để cho biết là 99 không nằm ở trong range 2 là range 2 nằm trong cái khoảng đó là từ 1 cho tới 20. Khi định nghĩa các range thì chúng ta có thể là định nghĩa theo dạng chuỗi, ví dụ như đây là khai báo range for và gắn giá trị thì xác định giá trị ibc và thực hiện phương thức là range 2 để là tạo range nằm trong cái khoảng đó là h y z và sau khi thực hiện tạo ra range xong thì có thể là kiểm tra một cái giá trị có thành nằm ở trong khoảng range hay không ví dụ như giá trị CDE sẽ nằm ở trong cái khoảng range 4 mà chúng ta vừa tạo ra hay không và tương tự như vậy thì có thể kiểm tra một cái giá trị nằm ngoài cái khoảng range tức là ABC có nằm ngồi nằm trong cái khoảng là range 4 hay không và kích vào run để thực hiện chương trình và cái kết quả mà chúng ta nhận được là sẽ mang sẽ nhận được hai cái giá trị giá trị đầu tiên đó là true có nghĩa là giá trị cd sẽ nằm ở trong cái vùng giá trị abc đến syc và phần thứ hai là giá trị false giá trị false tức là abc nhỏ sẽ không nằm ở trong cái vùng abc lớn cho tới là syc lớn Chứ và chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.